Xin chào các bạn, trên bàn bên tay phải của mình sẽ là chiếc iPhone 12, còn bên trái sẽ là chiếc Xiaomi 12S. Mình biết là so sánh giữa một chiếc Android và một chiếc iPhone thì sẽ hơi khập khiễng, nhưng mà hiện tại thì mức giá của hai sản phẩm này thì đang chênh nhau không nhiều các bạn nhé. Và nếu mà các bạn đang phân vân giữa hai chiếc máy này thì ok, xem xong video các bạn sẽ biết chọn máy nào. Bắt đầu nhé. Ok, cụ thể hơn về mức giá của hai sản phẩm này thì hiện tại với chiếc Xiaomi 12S phiên bản RAM 8GB này, bộ nhớ trong 128GB thì hàng mới 100%, mức giá sẽ khoảng là hơn 14 triệu. Còn với chiếc iPhone 12 thì có khá là nhiều phiên bản nha. Nếu mà cũng phiên bản bộ nhớ trong 128GB, hàng CPU vẫn là mới 100% thì mức giá cũng tầm khoảng 14 triệu 950.000. Tức là chiếc iPhone 12 thì có đắt hơn một chút nhưng mà sẽ không quá nhiều các bạn nhé. Ok, đầu tiên sẽ là về thiết kế thì tất nhiên rồi, xấu đẹp sẽ là tùy quan điểm mỗi người khác nhau. Mình sẽ không thể phán xét được, nhưng mà về cảm giác cầm nắm thì mặc dù là cả chiếc iPhone 12 và Xiaomi 12S đều sẽ là những chiếc máy theo thiên hướng là cầm nắm bằng một tay rất là ok, nhỏ gọn. Nhưng mà với chiếc 12S thì mình cầm nó sẽ thoải mái hơn các bạn nhá. Tại vì cái phần khung viền này cộng với cả mặt lưng sẽ được bo cong khá nhiều. Các bạn cầm nó sẽ không bị cấn tay bằng so với cả chiếc iPhone 12. Chiếc iPhone 12 thì chúng ta sẽ có viền vuông, vậy nên là cầm khá cấn tay. Một điểm nữa là khi mà cầm vào hai chiếc máy này thì mình cũng sẽ cảm thấy sự cao cấp hơn trên chiếc Xiaomi 12S. Khi mà cầm máy thì mình sẽ cảm thấy nó nặng với cả đặc hơn so với cả chiếc iPhone 12 các bạn nhé. iPhone 12 thì khung sẽ chỉ là nhôm mà thôi, cầm nó sẽ hơi nhẹ một chút. Đó. Nhưng mà chiếc iPhone thì sẽ có một ưu điểm rất lớn, đó là em nó sẽ có kháng nước IP68 này, trong khi Xiaomi 12S thì sẽ không có chống nước các bạn nhé. Rõ ràng là với chiếc iPhone 12 thì các bạn dùng nó sẽ yên tâm hơn, chẳng may đi đường mà gặp mưa chẳng hạn, hay là đi chơi biển các thứ ấy, chẳng may có rơi xuống nước thì chiếc iPhone 12 nó sẽ an toàn hơn. Rồi thì với chiếc iPhone 12 mình chắc chắn các bạn sẽ mua được nhiều phụ kiện hơn so với cả chiếc 12S nhé. Ốp lưng rồi bao da rồi dán skin các kiểu thì iPhone gọi là siêu nhiều luôn. Về màn hình thì kích thước của cả hai đều rất nhỏ nha. Với chiếc 12S thì kích thước sẽ là 6,28 inch này, còn với chiếc iPhone 12 thì sẽ chỉ là 6,1 inch mà thôi. Riêng về khoản màn hình thì lần này mình sẽ thiên hẳn về chiếc Xiaomi 12S. Lý do thì đơn giản thôi, em này sẽ có một cái màn hình cong thác nước các bạn nhé. Viền hai bên rất là sexy. Và đây sẽ là màn hình dạng nốt ruồi, chỉ là một cái cam selfie nhỏ nhỏ thôi. Trong khi chiếc iPhone 12 thì tai thỏ khá là to, chiếm quá nhiều diện tích hiển thị. Đồng thời thì với chiếc Xiaomi 12S chúng ta sẽ có tần số quét màn hình lên tới là 120Hz nha. Vuốt nó sẽ mượt hơn rất nhiều so với cả 60Hz của chiếc iPhone. Nhiều bạn thì cứ bảo là 60Hz của iPhone nó sẽ phải mượt ngang với cả 120Hz của Android, nhưng mà tin mình đi, các bạn chỉ cần vuốt như này thôi sẽ cảm nhận được ngay. 60Hz thật sự là không có tuổi các bạn nhé. Mình sẽ bật cùng một cái video trên cả hai máy cho các bạn xem luôn. Với chiếc Xiaomi 12S thì mình thấy màu sắc có phần đậm đà với cả nịnh mắt hơn so với cả chiếc iPhone 12. Còn iPhone 12 thì nó sẽ chuẩn màu hơn các bạn nhé, khá là trung thực. Nói chung là chất lượng hiển thị của cả hai sản phẩm này thì đều quá là tuyệt vời rồi. Cả hai đều là những mẫu flagship cao cấp mà. Đó, nhưng mà rõ ràng là trải nghiệm thị giác trên chiếc Xiaomi 12S thì nó sẽ đã hơn các bạn nhé. Tại vì tràn viền mà, còn chiếc iPhone 12 thì dính cái tai thỏ hơi vô duyên một chút. Đấy, nhất là ở những cái khung hình sáng như này thì tai thỏ cực kỳ lộ luôn. Cả hai chiếc máy này thì đều sẽ có hai loa stereo nha các bạn. Và với chiếc 12S thì chúng ta sẽ có loa của Harman Kardon, còn iPhone thì tự làm loa riêng. Bây giờ mình sẽ bật một cái bản nhạc để cho các bạn nghe chất lượng âm thanh của hai chiếc máy này luôn. Rồi các bạn thấy sao? Với trải nghiệm của mình thì âm lượng hai máy sẽ ngang nhau các bạn nhé. Nhưng mà về chất âm thì mình sẽ thích chiếc Xiaomi 12S hơn một chút. Cái giải âm bass ấy nó sẽ chắc chắn hơn. Còn với chiếc iPhone thì nó sẽ hơi bị nhờ một chút sang tiếng kim loại. Cộng với cả khi mà mình bật max âm lượng ấy thì chiếc iPhone 12 sẽ bị rung mặt sau khá là nhiều. Cảm giác là cái chất liệu này nó sẽ không được dày dặn bằng so với cả chiếc 12S. Một điểm hơn nữa là với thiết kế loa của chiếc 12S thì cái phần loa phía trên ấy nó sẽ được tách riêng ra chứ không gộp chung với quả loa đàm thoại. Vậy nên là âm lượng loa trên và dưới nó sẽ đều nhau hơn so với cả chiếc iPhone 12 các bạn nhé.
Tiếp theo sẽ là về mặt cấu hình thì với chiếc Xiaomi 12S chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1 mới nhất của Qualcomm. Đây là một con chip 4 nanomet nha. Còn với chiếc iPhone 12 thì sẽ là Apple A14 5 nanomet. Để mà so về mặt hiệu năng thì mình sẽ chia thành hai phần đi. Phần thứ nhất là về khoản chiến game thì mình sẽ ưng chiếc Xiaomi 12S hơn. Năm nay thì Snapdragon 8 Plus Gen 1 làm rất là ok với chiếc 12S, mặc dù là một chiếc máy rất là nhỏ gọn thôi nhưng mà các bạn chiến game cực kỳ cháy. Chơi mọi tựa game trên thị trường nhé, kể cả là Genshin Impact các bạn chơi max setting vẫn rất là ok, FPS cực kỳ ổn định. Còn với chiếc iPhone 12 thì khi mà mình test game ấy, cũng là tựa game Genshin Impact thì mình chỉ dám chơi mức đồ họa là trung bình thôi, chứ còn chơi max setting thì em này nó sẽ hơi đuối một chút. Cộng với cả khi mà chơi game lâu ấy, chiếc iPhone 12 sẽ bị tình trạng đó là giảm độ sáng, giảm FPS. Đó. Đây sẽ là tình trạng chung của mọi chiếc iPhone rồi. Trong khi với chiếc 12S thì nhiệt độ rất là ok. Chúng ta sẽ không bị bóp hay là bị giảm độ sáng gì cả, chơi rất là ngon lành. Tuy nhiên ở phần thứ hai là cái khoản hiệu năng sử dụng hàng ngày bình thường thì mình sẽ đánh giá cao chiếc iPhone 12 hơn. Điểm này thì là do iOS thôi chứ không phải là do con chip. Các bạn cũng biết rồi, từ xưa đến nay thì iOS nó vô cùng ổn định luôn. Các bạn chỉ cần làm một thao tác đơn giản như sau. Đây, đóng mở app nhanh cho mình. Chỉ iPhone mới làm được điều này thôi, chứ còn Xiaomi thì hơi khó. Cũng khá ổn đấy, nhưng mà đấy nó sẽ giật lag ngay lập tức. Cái này là do phần mềm thôi nhá, chứ không phải do phần cứng đâu. MIUI thì làm sao mà mượt bằng iOS, đúng không nào? Cộng với cả với chiếc Xiaomi 12S, khi mà các bạn dùng ROM gốc ấy, chúng ta sẽ bị một số lỗi vặt như kiểu là trễ thông báo này. Với những bạn mà dùng máy cho công việc thì các bạn hết sức phải cân nhắc. Còn với chiếc iPhone 12, thông báo rất là ổn định, ok, tự tin. Tiếp theo sẽ là về camera. Về mặt thông số phần cứng thì có vẻ như là chiếc Xiaomi 12S nó sẽ nhỉnh hơn. Chúng ta sẽ có cam chính là 50 chấm này, cam siêu rộng 13 chấm và một cam macro 5 chấm. Còn với chiếc iPhone 12 thì sẽ chỉ có hai ống kính thôi, đều sẽ là 12 chấm, một cam thường và một cam siêu rộng. Cam selfie của chiếc 12S thì cũng sẽ nhỉnh hơn nha, độ phân giải sẽ là 32 chấm, còn chiếc iPhone 12 thì sẽ chỉ là 12 chấm mà thôi. Tuy nhiên đây sẽ chỉ là về mặt thông số phần cứng mà thôi, còn kết quả chụp ra thì đây, các bạn có thể quan sát trên màn hình nhé. Ảnh chụp ra trên chiếc iPhone 12 thì về màu sắc mình luôn thấy nó nhỉnh hơn so với cả chiếc Xiaomi 12S. Với chiếc Xiaomi thì sẽ được cái là màu sắc được đẩy lên khá nhiều các bạn nhé, khiến cho các bạn nhìn nó sẽ nịnh mắt hơn, nhưng mà sẽ bị sai màu khá nhiều. Ảnh luôn bị ám sang một cái màu gì đó, chứ nó sẽ không trung thực giống như chiếc iPhone 12. Hay là khi chụp trong phòng thì ảnh của chiếc 12S nó sẽ tối hơn một chút so với cả chiếc iPhone 12. Tuy nhiên về khoản chụp selfie thì mình sẽ ưng chiếc Xiaomi 12S hơn các bạn nhé. Tại vì với chiếc iPhone 12 thì nó làm thật quá các bạn ạ, khiến cho mình nhìn không được ưng mắt cho lắm, cảm giác da nó hơi bị rỗ này. Còn với chiếc Xiaomi 12S thì da mặt được làm khá là mịn màng rồi, các bạn sẽ không phải chỉnh sửa quá nhiều trước khi up lên mạng xã hội. Về khoản quay video thì cả hai đều sẽ có chống rung học OIS, vậy nên khả năng chống rung rất là ok, mình đánh giá hai máy như nhau. Tuy nhiên về chất lượng video quay ra thì iPhone 12 vẫn sẽ nhỉnh hơn các bạn nhé. Chất lượng video quay ra nó sẽ ổn định hơn so với cả chiếc Xiaomi 12S. Trên Xiaomi thì thi thoảng các bạn sẽ bị tình trạng là drop FPS một chút. Cộng với cả khả năng thu âm của chiếc iPhone 12 thì mình cũng sẽ đánh giá cao hơn. Ok, mình đang quay phim trên chiếc Xiaomi 12S và iPhone 12. Các bạn thấy chiếc máy nào thu âm tốt hơn để lại comment phía bên dưới nhé. Ok, mình đang quay phim trên chiếc Xiaomi 12S và iPhone 12. Các bạn thấy chiếc máy nào thu âm tốt hơn để lại comment phía bên dưới nhé. Rồi, cuối cùng là về pin đi. Thì dung lượng của chiếc 12S là 4.500 này, trong khi iPhone 12 sẽ chỉ là khoảng hơn 2.800 mà thôi. Cả hai chiếc máy này thì đều sẽ có thời lượng pin không quá trâu các bạn nhé. Và mặc dù là dung lượng của chiếc iPhone 12 thua kém khá nhiều, nhưng mà khi mà dùng thực tế thì hai chiếc máy này cũng sẽ không chênh nhau nhiều đâu. Các bạn đều có thể sử dụng một ngày cơ bản khá là ổn áp, on screen cỡ khoảng 5-6 tiếng sử dụng hỗn hợp cơ bản. Nhưng mà có một điểm chắc chắn chiếc Xiaomi 12S sẽ hơn các bạn nhé, đó là về khoản sạc nhanh. Em này sẽ là 67W này, còn chiếc iPhone 12 tối đa thì sẽ chỉ là 20W mà thôi. Em Xiaomi 12S thì để mà sạc đầy ấy, các bạn sẽ mất quanh khoảng hơn 40 phút thôi, rất là ok. Còn với chiếc iPhone 12 thì kiểu gì chả mất khoảng gần tiếng rưỡi, đúng không nào? Ok, tổng kết lại thì với chiếc Xiaomi 12S thì các bạn sẽ có một cái màn hình tuyệt vời hơn này, giải trí các thứ nó sẽ đã hơn, loa cũng sẽ hay hơn. Rồi thì con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 cũng sẽ chiến game tốt hơn so với cả chiếc iPhone 12 các bạn nhé. Còn ưu điểm của chiếc iPhone 12 thì đây sẽ là một chiếc iPhone, đấy, nó chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Với iOS thì các bạn sẽ sử dụng lâu dài này, ổn định, mượt mà, đáp ứng cho công việc rất là ok. Ngoài ra thì khả năng quay video của chiếc iPhone 12 cũng rất là ấn tượng. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào hơn, iPhone 12 hay là Xiaomi 12S? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé.
Link mua của cả hai mức giá rẻ nhất mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Giờ thì xin chào, bye bye.